chọn 0,25 điểm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2025 để tham khảo mới nhất chỉ bằng một skill tìm đồng phân siêu nhanh. Đề này là vừa mới ra luôn. Phần 3 trắc nghiệm điền, nó là cái phần mà các bạn sợ nhất. Câu số 4 có tổng số bao nhiêu đồng phân cấu tạo của amide bậc 1 và bậc 2 ứng với công thức phân tử là C4H11N? Chúng ta có bậc 1 thì là một số hạng, vậy là 4, đúng không? Bậc 2 là hai số hạng thì 4 bằng 1 cộng 3 bằng 2 cộng 2. Bây giờ các bạn cùng đọc cùng thầy Minh ạ. 3 4 5 2 4 8. Vậy là 3 chúng ta có 2, 4 chúng ta có 4, còn 0 1 2 ta chỉ có 1 1 1 và 1 thôi. Ta có, vậy suy ra có 4 đồng phân ơ mai bậc 1. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1. Vậy ta sẽ có là 3 đồng phân ơ mai bậc 2. Tổng cộng chúng ta sẽ có 4 cộng với lại 3 bằng 7 đồng phân. Đáp án chính xác của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 công thức cấu tạo của amide bậc 1 và bậc 2 ứng với công thức phân tử là C4H11N. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi cái video của thầy Minh, và nhớ nhấn vào nút theo dõi để có thể theo dõi toàn bộ các skill của thầy Minh nhiều hơn nữa. Và những bạn nào muốn nắm vững được cái skill này thì vui lòng inbox cho thầy Minh để thầy Minh có thể gửi link về cái video chinh phục toàn bộ cái skill này cho tất cả các bạn và các em. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi video của thầy Minh.